Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao có những cái chết bí ẩn trong vụ Vạn Thịnh Phát? Ngày 21 tháng 2, BBC Tiếng Việt có bài Đại án Vạn Thịnh Phát, những cái chết bí ẩn và những bị can lọt lưới. Theo đó, trong vụ án Vạn Thịnh Phát, dư luận từng xôn xao về ba nhân vật có liên quan bất ngờ qua đời và các cựu lãnh đạo, cán bộ ngân hàng SCB đang bỏ trốn. BBC cho biết ba người qua đời là ông Nguyễn Tiến Thành, sinh năm 1973, chủ tịch chứng khoán Tân Việt, thành viên hội đồng quản trị độc lập của ngân hàng SCB, bị đột quỵ tối ngày 6 tháng 10 năm 2022. Và đây là hình bài trên báo BBC. Tiếp đến là bà Nguyễn Phương Hồng, bị can được thông báo đã bị bắt cùng bà Trương Mỹ Lan, nhưng bất ngờ qua đời vào 3 ngày sau đó. Bà Hồng được giới thiệu là trợ lý công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đồng thời cũng là thành viên hội đồng quản trị ngân hàng SCB. Người thứ ba là ông Nguyễn Ngọc Dương, giám đốc công ty Sài Gòn Peninsula, kiêm cựu tổng giám đốc công ty Vạn Phát Hưng, cũng đột ngột qua đời vào ngày 14 tháng 10 năm 2022. Bên cạnh đó, BBC cũng cho biết, năm bị can bỏ trốn, bị truy nã trong vụ vạn thịnh phát gồm có bà Nguyễn Thị Thu Sương, 50 tuổi, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB, ông Trầm Thích Tồn, 63 tuổi, cựu thành viên hội đồng quản trị SCB. Ông Đinh Văn Thành, 53 tuổi, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB. Ông Nguyễn Lâm Anh Vũ, 55 tuổi, cựu phó giám đốc chi nhánh Bến Thành của SCB. Và ông Chim Minh Dũng, 51 tuổi, cựu phó tổng giám đốc SCB. Cả năm người này đều chịu trách nhiệm về việc ký duyệt cho các khoản vay của các cá nhân và pháp nhân thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Và đây là hình 5 người bỏ trốn bị truy nã. Về ba cái chết bất ngờ và bí ẩn, BBC phân tích các điểm bất thường như sau. Về ông Nguyễn Tiến Thành, theo cáo phó của gia đình thì ông Thành mất lúc 22 giờ 50 phút ngày 6 tháng 10 năm 2022. Trong khi đó, theo hình ảnh mà báo Thanh niên đăng, xe công an đã có mặt khám xét nơi ở của bà Lan lúc 1 giờ sáng ngày 7 tháng 10 năm 2022. Như vậy, BBC cho rằng ông Nguyễn Tiến Thành qua đời chỉ khoảng từ 2 đến 3 tiếng trước khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt tạm giam. Cái chết của ông Thành cùng với việc bà Trương Mỹ Lan bị bắt đã góp phần khiến người dân gửi tiền hoặc mua trái phiếu ở ngân hàng SCB qua công ty Tân Việt đổ xô đi rút tiền. Theo kết luận điều tra của Bộ Công an, công ty chứng khoán Tân Việt nằm trong nhóm định chế tài chính thuộc hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát. Về cái chết của bà Nguyễn Phương Hồng vào ngày 10 tháng 10 năm 2022, BBC chỉ ra điểm bất thường ở chỗ. Một số trang báo đã đưa tin về việc bà Hồng qua đời nhưng lại đồng loạt xóa bài sau đó. Một nguồn tin khi đó tiết lộ cho BBC biết rằng có chỉ đạo bằng miệng về việc gỡ các bài viết liên quan tới bị can Nguyễn Phương Hồng. Không chỉ vậy, việc bà Hồng là thành viên hội đồng quản trị của SCB cũng bất ngờ bị gỡ bỏ website của ngân hàng này. BBC dẫn tường thuật của báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh trước khi rút tin cho biết, gia đình đã phát tan bà Hồng tại nhà riêng ở Thủ Đức vào tối ngày 10 tháng 10. Đồng thời mô tả, khu vực đám tang bà Hồng có nhiều dân quân tự vệ, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, công an phường tuần tra. Và đây là hình hai thành viên hội đồng quản trị ngân hàng SCB đột ngột qua đời cách nhau chỉ vài ngày. Tuy nhiên vẫn theo BBC, không bài viết nào đề cập đến nguyên nhân cái chết cũng như việc bà Hồng qua đời tại địa điểm nào, có phải trong lúc bị tạm giam hay không. Chỉ biết bà Hồng bị bắt cùng đợt với bà Trương Mỹ Lan vào khoảng 2 giờ sáng ngày 7 tháng 10. Cáo phó của gia đình viết bà qua đời vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 9 tháng 10 năm 2022, hưởng dương 39 tuổi. Tuy nhiên, ngày giờ trên cáo phó của bà Hồng có dấu vết chỉnh sửa. Tương tự, cái chết của ông Nguyễn Ngọc Dương cũng rất đột ngột và nguyên nhân chưa rõ. BBC dẫn báo người Việt cho hay, một người đại diện của nhà tang lễ, Vãng Sanh Đường, Chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3 Sài Gòn xác nhận rằng, vào ngày 17 tháng 10, đám tang ông Nguyễn Ngọc Dương đã được tổ chức tại đây. BBC cũng dẫn kết luận điều tra của Bộ Công an xác định ông Dương phối hợp tìm người nhận đứng tên theo yêu cầu, đứng tên đại diện pháp luật của các công ty ma nhằm vay vốn khống, rút tiền từ ngân hàng SCB, phục vụ cho các mục đích của bà Trương Mỹ Lan. BBC cho biết thêm, lần đầu tiên người phát ngôn Bộ Công an Tô Ân Sô đề cập đến các bị can qua đời trong vụ vạn thịnh phát là vào ngày 29 tháng 10 năm 2022. Từ đó đến nay, Bộ Công an không nhắc gì thêm về những cái chết bất thường kể trên. Và tất nhiên, đây cũng là một điều bất thường. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vì sao có những cái chết bí ẩn trong vụ vạn thịnh phát? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tình Công an sách nhiễu gia đình hai tù nhân lương tâm trước và sau Tết. Ngày 20 tháng 2, AFA Tiếng Việt cho hay gia đình hai tù nhân lương tâm bị sách nhiễu trước và sau Tết nguyên đáng. Theo đó, trong khi hai nhà hoạt động Bùi Văn Thuận và Bùi Tuấn Lâm đang phải thi hành án tù dài hạn, thì vợ con họ ở bên ngoài liên tục bị nhà chức trách địa phương sách nhiễu và gây khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. AFA cho biết bà Trịnh Thị Nhung, vợ tù nhân lương tâm Bùi Văn Thuận, bị công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa tra hỏi về danh khoản Facebook Nhung Trịnh, có hình ảnh của chồng bà làm ảnh đại diện. Và đây là hình bài trên AFA. AFA dẫn lời bà Nhung thuật lại buổi làm việc tại công an phường Mai Lâm, Thanh Hóa trong ngày 20 tháng 2. Họ nói là họ phát hiện ra một tài khoản Facebook có avatar giống anh Thuận chồng em và họ nghi ngờ là em sử dụng tài khoản Facebook đó để viết một bài viết chưa có tính xác thực. Bà Nhung cho biết, trong buổi làm việc với sĩ quan an ninh của Công an Thị xã Nghi Sơn tên Hoàng Anh, bà khẳng định bản thân không sử dụng danh khoản Facebook Newtrend. Danh khoản này chỉ mới được lập vài ngày gần đây và có hai bài viết bịa đặt, mà theo bà là có thể bị xử lý theo điều 331 về lợi dụng quyền tự do dân chủ. Bà nói, em hy vọng là về sau sẽ không bị mời lên làm việc về những lý do chưa đủ thuyết phục. Nếu sự việc này tái diễn, em sẽ không lên làm việc. Bà Nhung cũng cho biết, trong thời gian 5 ngày, từ ngày 15 tháng 2, có nhiều người lạ mặt đến canh gác gần nhà cả ngày và đêm và đi theo mỗi khi bà có việc đi ra ngoài. Và đây là hình tù nhân lương tâm Bùi Văn Thuận cùng vợ con. AFA liên hệ việc bà Nhung bị mời làm việc với việc thầy giáo Dương Tuấn Ngọc cũng bị mời làm việc để chứng minh một danh khoản Facebook đang bán ma túy không phải là của ông chỉ vài ngày trước khi bị công an tỉnh Lâm Đồng bắt với tội danh tuyên truyền chống nhà nước vào năm 2023. AFA cũng đề cập đến việc bà Lê Thanh Lâm, vợ tù nhân lương tâm Bùi Tuấn Lâm bị công an và quản lý thị trường sát nhiễu Ông Bùi Tuấn Lâm được biết đến với biệt danh Thánh Rắc Hành vì nhảy theo Thánh Rắc Muối Sao Bi bị bắt vào ngày 7 tháng 9 năm 2022 về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước với bản án 5 năm 6 tháng tù giam. Để có tiền nuôi ba con nhỏ và tiếp tế cho chồng, bà Lê Thanh Lâm đã bán trực tiếp một số mặt hàng như rong biển, mít sấy, xì dầu đóng chai. Trên sản phẩm có dán nhãn ghi rõ ủng hộ tù nhân lương tâm Bùi Tuấn Lâm. Ngày trước Tết Nguyên đán ngày 2 tháng 2, đội quản lý thị trường cùng công an thành phố Đà Nẵng ập vào lập biên bản rồi thu giữ hàng hóa với giá trị khoảng 2 triệu đồng vì bán hàng lậu không hóa đơn. Và đây là hình gia đình tù nhân Lương Tâm, Bùi Tuấn Lâm. Vào ngày 19 tháng 2, đội quản lý thị trường số 2 mời bà lên làm việc và phạt hành chính số tiền 1,5 triệu đồng vì hành vi trên. Bà Lâm cho rằng nhà chức trách Đà Nẵng đang trấn áp bà và ba con nhỏ như một viên công an đã chỉ vào mặt bà nói Tao sẽ không để mẹ con chúng mày được yên trong ngày xét xử ông Bùi Tuấn Lâm. AFA dẫn bài viết trên trang cá nhân của bà Lâm khẳng định rằng Trong khi chồng tôi đang chịu tù tội vì dám lên tiếng về các vấn nạn bất công của xã hội một án tù bất công dành cho người ngay thẳng Chồng đi tù, gánh nặng gia đình dồn lên vai tôi, nuôi ba đứa con nhỏ, nuôi chồng trong tù. Tôi buôn bán nhỏ gấp nhặt từng đồng. Những món ăn tôi bán chỉ là thực phẩm ăn vặt, những món đặc sản vùng miền của nông dân. Những món ăn làm từ tay của những con người nghị lực, dù bị liệt cả thân thể nhưng vẫn cống hiến cho đời những đồng tiền từ mồ hôi công sức, lương thiện và chân chính như bao người đàn bà khác vì gia đình, vì chồng con. Thế nhưng họ cũng không để cho tôi yên. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Công an sát nhiễu gia đình, hai tù nhân lương tâm trước và sau Tết. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.